Với việc Real Madrid không ký hợp đồng với bất kỳ tiền vệ mới nào trong mùa hè vừa qua, tưởng chừng như đó sẽ có tác động tiêu cực đến mùa giải năm nay của Los Blancos, trong bối cảnh Luka Modric đã dần bị ảnh hưởng nhiều bởi tuổi tác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Real Madrid đã chứng minh được quyết định trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của mình là cực kỳ đúng, bởi lẽ họ không cần mang thêm một tiền vệ ngôi sao nào nữa. Mùa hè vừa qua, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã hy vọng ông có thể ký hợp đồng thành công với cầu thủ đồng hương Paul Pogba từ Manchester United. Cùng thời điểm đó, Real Madrid cũng xem xét những động thái dành cho Donny van de Beek của Ajax và Christian Eriksen của Tottenham Hotspur. Thế nhưng, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, không một cái tên nào mới đến với Santiago Bernabeu. Và khi Real Madrid khởi động mùa giải mới trong trận đấu với Celta Vigo cùng với bộ ba tiền vệ Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos, nhiều người hâm mộ lo sợ rằng câu lạc bộ hoàng gia sẽ lại lặp lại những vấn đề gặp phải trong mùa giải trước. Dù Real Madrid đã vượt qua bài kiểm tra tại Balaidos khi thắng Celta Vigo 3-1, nhưng trận hòa ngược với Valladolid và Villarreal đã làm dấy lên những nghi ngờ mới nơi tuyến giữa, và thất bại 0-3 trước PSG tại Champions League thậm chí còn phần nào làm lung lay chiếc ghế của Zidane đang ngồi. Không chỉ dừng lại ở đó, Real Madrid còn bị Club Brugge cầm hòa với tỷ số 2-2 và sau đó đánh mất kỷ lục bất bại tại La Liga trong trận thua sốc 0-1 trước Mallorca. Dưới những áp lực đặt trên vai mình một lần nữa, Zinedine Zidane cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án cho bài toán đau đầu nơi tuyến nhiều của đội bóng với lời giải mang tên Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay đã được vị chiến lược gia người Pháp khen ngợi sau một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau chiến thắng 2-0 trước Osasuna hồi cuối tháng 9. Và một lần nữa trong cuộc họp báo sau trận đấu đó, dù cho cánh phóng viên đã không đặt câu hỏi về cầu thủ 21 tuổi này với Zidane. Nếu không tính thất bại 3-4 của Real Madrid trước Real Sociedad tại tứ kết cúp nhà vua vừa qua, kênh Kênh Trắng đã không phải nhận bất kỳ trận thua nào trong mùa giải năm nay khi Fede Valverde xuất phát ngay từ đầu cùng với câu lạc bộ Hoàng gia. Kể từ trận thua 0-1 trước Mallorca, Valverde đã được Zidane đặt niềm tin để trao cơ hội một suất đá chính trong đội hình. Và kể từ đó, Real Madrid đã giành được 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất của họ. Trận hòa duy nhất trong số 5 trận đấu đánh dấu thời điểm Fede Valverde được tin tưởng là trận đấu trên sân nhà của đội bóng thủ đô Madrid trước Real Betis. Ở cuộc đối đầu đó, Los Blancos đã không thể đảm bảo 3 điểm giành được trong trận hòa không bàn thắng, khi tuyến giữa của Zidane bao gồm Casemiro, Toni Kroos và Modric. Dẫu biết rằng, bộ ba tiền vệ này là động cơ chiến thắng của Los Blancos trong nhiều mùa giải vừa qua, minh chứng rõ ràng nhất là 3 chiếc vô địch Champions League. Thế nhưng có một sự thật mà bất kỳ Madrid star nào cũng phải chấp nhận. Bộ ba này không còn đủ sự hiệu quả, nhất là về mặt tuổi tác trong những trận cầu lớn với những đội bóng hàng đầu. Cựu quả bóng vàng Luka Modric hiện tại đã 34 tuổi và anh cũng gặp phải không ít vấn đề chấn thương trong mùa giải năm nay, trong khi Toni Kroos phải đối mặt với những lời chỉ trích trên màn trình diễn của anh trong mùa giải trước đó. Hàng tiền vệ của Real Madrid thường trở nên quá tỉnh khi bộ đôi Modric, Kroos thi đấu cùng nhau trên sân. Chính điều đó đã đặt nặng trọng trách cân bằng sức ép lên vai của Casemiro, và đôi khi Real Madrid lại gãy mất trục giữa trong những trận cầu quan trọng. Chính vì lẽ đó, việc Zizou khai quật thành công Fede Valverde giúp tuyến giữa Real Madrid tăng thêm nguồn lực của tuổi trẻ cũng như sự vững chắc cho tuyến giữa của đội bóng. Quay ngược về thời điểm năm 2015, Real Madrid đã chi ra 5 triệu euro để mang Federico Valverde về từ câu lạc bộ Peñarol, một câu lạc bộ của Uruguay. Và lẽ dĩ nhiên, tiền vệ trẻ tài năng này thậm chí không thể gia nhập ngay vào đội 1 khi Valverde chưa bước sang tuổi 18. Nhưng rồi chỉ 5 mùa giải sau đó, chàng tiền vệ sinh năm 98 nổi lên như một hiện tượng tại sân Bernabeu. Federico Valverde đã có những màn trình diễn tỏa sáng đầu tiên của mình ở Real Madrid B trước khi được mang đi chơi mượn tại Deportivo La Coruña ở mùa giải 27-28 để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi quay trở về Real Madrid. Tuy nhiên, sự phát triển của Valverde đã phần nào bị chậm lại vào thời điểm mùa giải 28-29 bắt đầu. Huấn luyện viên của Real thời điểm đó là Santiago Solari đã cho Valverde được thử sức ở đội 1 với một vài phút ra sân, nhưng chỉ đến khi Zinedine Zidane quay trở lại trên cương vị thuyền trưởng, tiền vệ người Uruguay mới thực sự phát triển đúng cách. Dù Zizou từng thừa nhận rằng ông rất muốn có Pogba để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ trong mùa hè, tuy nhiên có vẻ như vị chiến lược gia người Pháp hiểu rằng đội bóng của ông không cần bỏ ra một số tiền quá lớn cho một ngôi sao, bởi họ cũng có một cầu thủ tiềm năng không kém. Và dĩ nhiên, Federico Valverde được ban lãnh đạo Real Madrid mang về sân Bernabeu để trở thành một sự lựa chọn trong đội hình. Trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha với gã hàng xóm Atletico Madrid, nếu không có Fede Valverde, có lẽ Los Blancos sẽ chẳng thể đánh bại thầy trò Diego Simeone trên chấm phạt đền để đăng quang ngôi vương. Ở phút 115 của trận đấu đó, Alvaro Morata đang trong một tình huống để kết thúc trận đấu và mang về chiếc vô địch cho Atletico. Trước mặt Morata khi đó chỉ còn mỗi Thibaut Courtois. Thế nhưng, cái chân của Fede Valverde đã cứu lấy Real Madrid như chính pha đánh đầu của Ramos vào lưới Atletico Madrid ở trận chung kết Champions League 2014. Đó là pha bóng Valverde bắt buộc phải phạm lỗi để cứu nguy cho Los Blancos. Một tấm thẻ đỏ dành cho Valverde, nhưng đổi lại là chiếc vô địch đầy ngạt thở cho đội bóng của Zidane, cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận dành cho Federico Valverde. Có thể nói sự cân bằng nơi tuyến giữa đã cho phép Real Madrid chơi thứ bóng đá tốt nhất mà họ có, và dĩ nhiên họ chính là ứng cử viên nặng ký vô danh hiệu La Liga mùa này cũng như Champions League. Có sự góp mặt của Federico Valverde,
Tiền vệ người Uruguay cùng với Casemiro đảm nhận khối lượng lớn công việc trên sân về mặt bao quát và cả tranh chấp ở yếu tố thể chất, cũng như Valverde hoàn toàn có thể đảm nhận cả trọng trách phòng ngự lẫn tấn công. Do đó, Toni Kroos có thể thoải mái tập trung vào khả năng sáng tạo, trong khi ngay cả Isco cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ bổ sung từ người đồng đội trẻ 21 tuổi. Thể hình tốt là điều tiên quyết giúp Federico Valverde chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp của anh. Sải chân dài tạo điều kiện cho Valverde thực hiện những pha tắc bóng chính xác và phòng ngự chắc chắn. Valverde cũng có khả năng cầm bóng và chia bài cực kỳ tốt. Điểm mạnh nhất của cầu thủ người Uruguay chính là sự cơ động. Valverde hoạt động rất rộng, anh biết khi nào cần lên tấn công và khi nào nên lùi về phòng ngự để đạt hiệu quả tốt nhất cho đội. Federico Valverde hoàn toàn có thể thi đấu ở bất kỳ vị trí nào nơi tuyến giữa. Thế nhưng, sự xuất hiện của Valverde không đồng nghĩa với việc tiền vệ trẻ người Uruguay sẽ đe dọa đến thời lượng ra sân của Casemiro, người đã phải thi đấu hầu như mọi trận đấu nếu anh đủ khỏe. Bởi Fede Valverde ra sân sẽ đảm bảo rằng Casemiro sẽ không bị quá tải khi phải luôn góp mặt trong các trận đấu của Real Madrid. Trong 16 trận bộ đôi Casemiro và Valverde chơi bên cạnh nhau, họ vẫn chưa nếm mùi thất bại khi Real Madrid có đến 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Trong đó, đội đã ghi đến 38 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 6 bàn. Cặp đôi đến từ Nam Mỹ này đã biến Real Madrid thành một bức tường phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Điều này rất quan trọng tại thời điểm Eden Hazard đã ổn định cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha, nhưng lại gặp phải chấn thương nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Real Madrid. Dù những bàn thắng hay sản phẩm đầu ra trong các tình huống tấn công là vấn đề của thầy trò Zidane vào thời điểm này, nhưng rõ ràng rằng Rodrigo Goes và Vinicius Junior có lẽ cần cải thiện ở khoản này. Và thực tế, Valverde đã giúp đội bóng trở nên vững chắc hơn khi việc thiếu hỏa lực thực sự không làm mất quá nhiều điểm số quan trọng của Real Madrid. Nhận xét về cậu học trò của mình, Zizou nói: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và luôn thể hiện điều đó. Mỗi lần được ra sân, Fede đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chàng trai này đang phát triển từng ngày và tôi rất mừng cho cậu ấy. Fede là một mẫu tiền vệ hiện đại của bóng đá, luôn tiến về phía trước và luôn muốn giành lại quả bóng trong chân." Hay như sau trận đấu Atletico Madrid thua trước kình địch trong trận chung kết siêu cúp, Diego Simeone đã dành rất nhiều lời khen cho tiền vệ trẻ này. Pha phạm lỗi với Morata là khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu. Tôi đã nói với Fede rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ làm như vậy khi ở vị trí của cậu ấy. Tôi nghĩ việc cậu ấy được trao giải cầu thủ hay nhất trận là hoàn toàn xứng đáng, bởi cậu ấy đã thắng trận nhờ chính pha phạm lỗi của mình. Sự xuất hiện của Federico Valverde có lẽ đã chấm dứt một cuộc tranh luận về việc ban lãnh đạo Real Madrid có nên bỏ ra con số 150 triệu euro cho Paul Pogba hay không. Và người hâm mộ của Real cũng cực kỳ vui mừng bởi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Valverde. Trong quá khứ, chủ tịch Perez chưa bao giờ ngại chia ra một khoản tiền khổng lồ để mang về những siêu sao. Thế nhưng, kể từ sau thương vụ chuyển nhượng động trời 222 triệu euro đưa Neymar tới PSG vào mùa hè 2017, thị trường chuyển nhượng đã trở nên loạn giá rất nhiều. Không còn là một Real Madrid đi đâu trong những thương vụ bom tấn. Câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha hiểu rằng họ cần những chiến lược dài hơi cho tương lai và việc đầu tư vào những tài năng trẻ trên khắp thế giới là điều cần phải hướng đến. Và rõ ràng, Federico Valverde là một minh chứng hoàn hảo cho điều đó. Một cầu thủ chỉ tốn vỏn vẹn 5 triệu euro đã cứu rỗi được tuyến giữa của Real Madrid, thay vì ban lãnh đạo phải vung ra hơn 100 triệu euro, bởi số tiền đó có thể mang về cho Real Madrid rất nhiều tài năng trẻ xuất sắc cho dự án tái phát triển tại Santiago Bernabeu ở hiện tại và cả tương lai. Ở Federico Valverde có những tố chất mà Real Madrid đang cần, và vị trí của anh cũng đã trở thành một thứ bất khả xâm phạm tại Santiago Bernabeu. Có thể nói, Federico Valverde đã thay đổi hàng tiền vệ Real Madrid, và ở tuổi 21, anh được hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai, đến một ngày nào đó đứng trong hàng ngũ những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Và cũng để chứng minh một điều, Zizou đã đúng khi đặt niềm tin vào anh.